Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại gia đình của nhà em Dính. Ngày hôm nay thì em Dương vào để mà tiến hành là làm cái phần mái hiên, mái phụ cho nhà em Dính. Hôm nay ấy, thì là em anh Cấy thì bận công việc của thôn, còn anh Ngọc thì là bận chút việc riêng thì không đến được, thì mỗi mình em Dương đến. Cũng thưa quý các bác là em Dương nói lại một lần nữa, cái mái hiên của nhà em Dính sẽ là mái cột ở đây, ở phía ngoài cùng này sẽ một cột này, giữa này một cột, và ra nhà chính ở đầu ngoài cùng sẽ là một cột nữa, thế là ba cột. Và cái mái ở phần trên thì sẽ lợp thêm ra là hai tấm pro nữa. Bây giờ thì cũng hôm nay Dương có em Dính có nhờ được một chú, cái chú hôm đợt trước cho em Dính ở nhờ cái lán để củi nhà em Dính ấy, thì và có bố tượng của em Pó đây, hôm nay cũng đến hộ em Dính làm, bởi vì những và những cái thanh niên thì chắc chắn là những cái công việc là làm bằng gỗ như này thì kinh nghiệm nó sẽ ít hơn là các cụ, bởi vì các cụ cũng đã làm quen rồi. Đây, hôm nay em Dương cũng nhờ được. Đo được cái cột bên này chưa chú? Pi tỏ sát gì gì đó. Chân chết rồi này. Cắt đó. Cắt là của tao. Của tao rồi. Nhưng mà chưa đo được à? Đo được chưa? Cắt cái kia được chưa? Chia sát tới tao chưa đó? Chia tao rồi. Như vậy chưa chắc cả tuần. Chắc cả tuần. Chưa chắc cả tuần rồi. Có còn con dao nào nữa không? Còn ạ. Để lấy cao nốt cái vỏ này ra ấy. Nhưng mà chưa chắc cả kia hả? Muốn đắt kiểu thế. Không, chắc bóc cái vỏ này ra rồi này, bóc giả ra, được, mang cho mượn. Nó này chặt cái kia được không? Mang cưa về à, hay không? Vâng. Cái chắc chắn là cái cưa à? Tiếng mông là cưa à? Tiếng mông cũng không khác, không khác khác nhưng mà khác. Nhưng mà xong, đi Dính đâu nhỉ? À, Dính đâu, sửa điện, Dính ơi, để đấy đã đi Dính ơi. Chắc chết tao vẫn chết chưa? Xong hộ anh em làm đi, cái điện này để tí chiều em làm sau đi. Máy cưa kia là cưa tay hay là tay cưa máy đấy? Tay. Cưa tay à? Nhưng mà cái này cũng chắc mình cũng không dùng đến mấy đâu mà đúng không? Nó chết rồi, nó tao bắn đi. Tao sẽ cắt nó. Tao tha tôi chặt. Được rồi nhá. Tao từ ô xa xuất hiện. Tao là tính tan từ thế này. Tôi không đi cho ni đam gì những cái mè nghe chưa? Ủa vậy để cá tàu, để tôi tòn tàu xưa trăn lò này, tôi nướng đam mà trăn lò này mặn sống lò. Đấy thì vừa nhớ để cá tàu. Thật là tóc yếu. Nhông. Tao ấy. Ôi, cái
vừa tí ta đi xíu rồi mà. Một cái hồi làm việc khẩn trương thì hiện tại thì những cái lỗ ở các cái cột cũng đã được đục xong, thì bây giờ là các ông các bác đang đo đạc để mà làm những cái kèo này, những cái xà các thứ để cho vào để mà bắt đầu dựng lên ạ. Đâu bên kia nữa nhỉ? Nếu không thì bạn sẽ tay đầu hay là thành phố tổn yếu nó chào bồ nếu có đấy. Đây, bây giờ thì cũng là giờ trưa, cũng khá là muộn rồi. Nhà em Dính thì vợ của em Dính cũng đã chuẩn bị bữa cơm trưa xong. Bữa cơm trưa của gia đình thì cũng hiện tại là cũng không có cái gì cả, chỉ có một ít rau cải ăn với lại cơm thôi. Đây thì có bác ạ, đây còn rau cải. Và nhà con em Dính không biết là cái bác không lọc không tương nghe cơm trưa không vào. Ôi cha chi dùng tỉ không? Hả? Sao tỉ nó non mà? Dùng bát đi, dùng bát ăn cơm đi. Đừng có lại dùng vôi như này, mất vệ sinh lắm em ạ. Ê xưa. Nó khổ thế. Thôi bây giờ nếu mà ăn cơm anh em ăn cơm đi. Muốn nó mọt chứ mà. Đấy. Đấy, ăn cơm đi. Đây, bữa ăn trưa của các bác ở đây thì cũng đạm bạc như vậy thôi. Có một ít cơm trắng với lại rau xanh đi thôi. Mà papa thì cứ dinh đi chúng ta chỉ nói là no nên cho nó thật. Nó là gì xạ tao ạ? Cho tao mỗi nó. Cũng không có gì ăn. Đến trong lúc bây giờ hiện tại thì cũng là bà con cũng đang các bác cũng như các anh em cũng đang dừng tay ăn cơm, cũng lẽ chờ về để là anh em ăn cơm xong thì mới bắt đầu tiến hành là bắt đầu dựng mái lên ạ. Cái gì ạ? Mẹ ăn cơm, lăn lăn mọc cơm nhé, bắt bón cho nhé. Nè. Có ngon không? Cá thì cá. Ừ, cá. Ăn nhiều vào nhá. Con tàu mì chì nhá. Ừ. Nè. Cú cú. Cú cú. Ừ. Rồi, nó mọc. Cháu bé ăn cũng ăn cơm chan với lại mấy canh rau được quý các bác ạ, bởi vì là hiện tại ấy, thì những nhà cũng không có còn gì ăn nữa rồi, chỉ còn mấy rau cải nên ăn là canh rau cải ăn cơm thôi. Chúng ta nào? Yếu đại như là gì sao? Gì sao? Có thể thì vào đồ tú. Gì sao? Cái mùa. Hả? Cái mùa. Cái nào biết cái gì? Mày yo yo yo, anh ấy dễ nhỉ, tụi ni to tao thế mà gì ta mà. Rồi. Tôi cả ham gì ạ? Đó. Cái này hồi ạ. Chỉ tỏ. Ôi, kéo chìa kéo, mình kéo mẻ đấy. Họ đây chỉ hòn thôi. Đi chở đi nhà tận. Ê, tôi thêm mà ấm mà mù hòn đây đi không? Tầm đi đôi chìa phái sau được thẳng đi mà. Hả? Ấm mù, ấm mù. Mà nè tôi đã xong. Đây, đổ chưa? Đây, đổ chưa? Nên rồi tổn gì? Đi cho đá tỏi,
chung chung lù gạo để ô cái lù gạo lù ai lù gạo lù gạo anh ấy lù thế sao à thế kia một người vẫn đã chỉ nhau mà lù thế à tuổi ông tuổi thế ô chỉ cho đấy chỉ cho thì ta học thế nữa cái này là cắt bớt ta ta làm lo bảo là chỉ chạm nên cái này là tủ tạo anh cho tao cho tủ cái là tạo nó những sai tạo trên chơi chơi tủ rồi nha khá rồi chia mà khá rồi chia chia giờ mua bò nó khác nhau, nên nói chuyện tết. Nào mua bò lì ní. Tao tay lên được không nhỉ? Cho nhìn mù to. Hả? Đây bây giờ thì anh em đã dự xong, bây giờ thì tiến hành là bắt đầu là lấy cái đàn tay lên. Cái này lấy trước. Mà quay đầu hay như nào đấy? Quay đầu. Quay lại hết đầu đúng không? Vâng. Ôi, lùi ra đây. Thế cho lên chân hay là như cho lên trên từ mình quay dưới luôn. Lên trên. Các bác lại quay lên đầu, lên đầu to là được. Được thế được. Không là thế. Có con tàu đi tua không ạ? Nào tua đây. Còn nữa đâu tiểu ơi. Tì tìa. Tì. Là như nào? Không có. Làm lại thế. Xong lấy sang bên kia. Hà Ni á.喊你呢,要扣你呢哦,扣你呢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 ,扣你
chung chơi mà sao cũng còn thông thông cô không à chơi 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 đi vậy chơi trò thằng trò trò thằng đó đi tao đâu đấy? Đi còn sẽ hù. Được chưa? Cha mình chỉ biết tìm gì. Được chưa? Không được. Chưa tao đang nào. Cha tao còn chưa làm gì. Tôi thấy rất tiền lắm nhé. Đúng mẹ. Nó đinh đi, đinh rồi. Nó đi. Cái đó sao hao cháy mà mình tắt đầu mà. Nó tắt hết rồi. Tôi chỉ giỡn thôi. Mà giờ chắc có lượng không có cũng được. Chia chia đã chia đã. Đã thấy đẩy đẩy hụt đấy nó tròn tròn nhớ tạo in trái đi nhớ tạo in trái đi có đẩy mà xả cho con đi nào mà sẽ tạo à nhớ tạo tôi thuốc sẽ đây không sẽ lên lên đi ờ ờ ờ chặt tao chặt đúng rồi để uốn to mà cô thì vô chơi to mà giờ bên gì mà uốn từ tao nên đi này tốt giải tế nữa mà hả? Tôi để tứa tao giải tế đi tụi nữa rồi cái con đỏ con là chỉ có cười bè là xin bị trú tôi là gì? Thì tao mềm to rồi trú là chỉ có cười bè sẽ chồng cho tí nữa
chỉ giống gì mà tao tự tin cái rồi hết tự tin cho máu trong cho lo nên tự tin nè là gì tao á tao đúng đúng vừa tao mấy gì vừa tao mà chính xác nè vừa tao mà cháu chính cháu vừa tao mà gì tao giờ đi chơi chạm tao mà cho chống cự rồi tao niệm gì thôi mà cho chống cự rồi cái vừa tao còn chưa cho tao chạy tách cái gì vậy tụi tao đi tụi đi thẳng tao nè anh nhớ kho thế này chỗ hậu đấy mà chỗ chỗ đấy thằng lúa chỗ lúa này không mấy chỗ hậu thì hậu mà chỗ đón thằng lưỡi lự chưa nhặt sóng sao nhỉ có cái thằng cái sào không có lần đạn này có gì phá tụ phụ tua lên lên phá ลาเนี่ยจะไปฟอลล์ลอกที่ลาจริงๆนี่หัวดาวเหมือนไก่จ้ะเดี๋ยวหัวดาวเหมือนไก่เราจะเอาเนี่ยชิ้นชัวชิ้นเนื้อปานชัวตัวชิ้นชัวนี่จะเป็นจะได้กลัวอีฟิง ก็ได้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 
Dạ vâng, có thể một tàu chúng ta đi à? Tàu ấy, không mình trả. Đấy ăn. Ui, cái tàu rồi. Hả? Tàu con đấy. Thôi nhớ. Tàu có khó.
哇，这鸡尿少的，这鸡爆骨了也。 多给几个，嘛没到。好厉害，cũng sau một cái thời gian làm việc rất là khẩn trương thì hiện tại cũng đã hoàn thành xong cái phần mái phụ của gia đình nhà em Dính ạ. Em Dương lợp bằng hai đua ra thêm hai tấm pro nhé quý cô bác nhé. Đây hai tấm đây. Và cái đòn tay đây có ba cây. Đây, làm xong toàn bộ cái phần là mái phụ của nhà em Dính rồi thì cũng có ba cột nhà. Nói chung là em Dương sẽ chỉ có làm ở cái phần là theo cái mái của gia nhà chính thôi, còn cái phần bên nhà bếp thì buổi sáng thì nếu như mà có ánh nắng mặt trời nó vẫn chiếu vào thì bóng nó vẫn đổ đi sang bên kia thì nó cũng không ảnh hưởng mấy, thì cũng rất là yên tâm cho cháu rồi. Đây chỉ có là đây là những cái phần bàn tay này, những cái xà này thì em Dương cũng cùng các bác cũng đã đóng đinh các thứ làm rất là kiên cố và đàng hoàng cẩn thận, nên là cũng các bác cũng hãy yên tâm. Và còn Dính nhá, xong là dọn hết cái chỗ này đi sạch sẽ rồi nhá, thấy chưa? Còn lấy cái vỏ cây này mình cứ để phơi xong là mai này mình làm dùng để đốt cũng được nhá. Nên cho chạy cho đi này, giờ một cỏ vu vu nhá. Cho đi dĩa cỏ cua vô một chầu là to rồi nhá. Mình xin dừng video tại đây, xin hẹn quý vị ở video tiếp theo ạ.